Dạ vâng, thưa với luật sư Duyên, trong lúc mà chúng ta chờ đợi thật sự coi cái ngày nào hy vọng là một cái ngày rất là gần chính phủ của Mỹ sẽ mở cửa lại toàn phần, thì có một cái tin mà Lệ Ngọc muốn gửi đến cho quý vị thính giả. Và không biết là luật sư có biết đến một nhân vật mà vị này cũng là một vị cao niên, đã 87 tuổi rồi, có cái tên là Daniel Ellsberg. Thì vừa mới được biết là giải nhân quyền, mà cái giải nhân quyền có cái tên là Olof Palme của năm 2018 đã về tay cho ông Daniel Ellsberg. Và qua cái bản tin này thì được biết là ông Daniel Ellsberg này, ông từng là một người đã tiết lộ những cái tài liệu mật về cuộc chiến tranh Việt Nam. Và ông đã được giới bảo vệ nhân quyền của Thụy Điển vinh danh trong ngày 9 tháng 1 của năm 2019. Thì Lê Ngọc chỉ thấy qua cái bản tin này là cách nay nửa thế kỷ, thì ông Daniel Ellsberg này, ông đã can đảm, ông tiết lộ rất nhiều nhiều tài liệu, họ nói đến hàng ngàn ngàn tài liệu mật về chiến tranh Việt Nam. Đó là những cái thông tin về mặt trái của một cuộc chiến mà chính quyền Mỹ muốn giấu đi với lại công luận. Và cuộc đời của cái nhà phân tích Daniel Ellsberg này về tình hình quân sự Mỹ nhiều lần đã được dựng thành phim, và gần đây nhất là qua một cái tác phẩm có cái tên là Pentagon Papers năm 2017 của một đạo diễn, đó chính là đạo diễn Steven Spielberg. Và năm trước đó, năm 2016, thì tác nhân chính trong cái vụ trong cái tác phẩm Pentagon Papers này cũng đã nhận được giải thưởng là Right Livelihood Award cũng của Thụy Điển, nhờ cái sự đóng góp của ông chống phổ biến về cái vũ khí hạt nhân. Và ông Daniel Ellsberg này, ông sẽ chính thức nhận được phần thưởng cao quý nhân buổi lễ trao giải vào ngày cuối tháng giêng này, thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 1 năm 2019 tại Stockholm. Thì cái giải nhân quyền mà có cái tên mà họ đặt là Olof Palme, thì tại sao lại có một cái giải nhân quyền nó lại riêng biệt như vậy? Thưa luật sư Duyên, không biết là luật sư Duyên có biết về cái vấn đề này hay không ạ? Nhất cái giải nhân quyền thì anh Duyên không có cái dịp để mà đọc sâu về nó, nhưng mà bây giờ khi Lệ Ngọc nói thì chắc sẽ đọc đó. Nhưng mà trở lại cái cuộc chiến tranh Việt Nam đó, những cái mặt trái của chiến tranh Việt Nam thì nó nhiều lắm. Khi mà anh Duyên viết cái quyển mà Behind the Smoke Curtain đó, thì cái nhân vật nữ chính ở trong, tức là một anh chàng thí giả Mỹ đi qua Việt Nam, rồi có cái cuộc tình với người nữ sinh viên Việt Nam, và trong suốt một cái cuộc tình đó mà kéo dài trong vòng mấy năm chiến tranh Việt Nam đó, thì anh ta có nhận được một cái message, mà cái message đó là cũng do bạn của anh ta, từ nhờ cái là cũng làm ký giả đó, và anh ta biết là có những cái mặt trái đó. Và cho tới khi mà kết thúc cái chuyện đó thì cái nhân vật chính ở trong truyện của anh Duyên đó đã lên tới cái chiếc tàu hàng không mẫu hạm rồi, thì mở cái thư của người tình ra, thì lúc đó người tình thì bị kẹt lại ở Tân Sơn Nhất rồi, thì thấy rằng là cái thông điệp đó đã bị lấy đi bởi cái tòa đại sứ Mỹ lấy đi rồi, for national security. Thì anh Duyên chỉ nói cái thông điệp như vậy thôi, nhưng mà cái thông điệp mà cái cô Mai trong truyện bây giờ cổ không care nữa, là tại vì cả một cái nền văn minh sụp đổ rồi mà cổ không care nữa, là bởi vì một cái nền văn minh mà cổ lớn lên đã bị sụp đổ. Người yêu của cổ thì theo cho tới cái giai đoạn đó thì cổ biết là đã chết ở trong cái cuộc chiến rồi. Thì những cái mặt trái mà Lệ Ngọc mới vừa trình bày đó, nó có một cái mặt trái kinh hoàng, mà tại vì nó liên quan tới cái vụ mà thông đồng với Nga bây giờ đó. Thành ra anh kể thôi, đó là Tổng thống Nixon đó, trong khoảng thời gian đó, cái chuyện đó trong lịch sử Mỹ nó gọi là Channel Affair đó, mà nó liên quan tới một cái bà cũng là gốc Tàu nữa, mà cũng là chồng Mỹ nữa, bà đó tên là Anna Channel. Và cái đó mình gọi, mà cái chuyện đó nó gọi là Channel Affair đó, thì bà là vợ của một cái ông sĩ quan mà không quân của Mỹ, là tên là Claire Lee Channel đó. Thì
thì bà Anna Chano sau này khi mà ông chồng chết đó thì bà lại dấn vào chính trị cũng sâu, cũng y cũng tương tự như là cái bà Elaine Chao mà vợ của ông Mitch McConnell vậy đó. Thì cái bà Anna này, bà đã lúc đó Nixon chưa là tổng thống, Nixon chỉ đang là tranh cử thôi. Thì Nixon đã qua cái bà Anna Chano này mới liên lạc với một nhân vật của Việt Nam chúng ta, mà nhân vật đó hiện giờ còn sống, mà đó là cựu đại sứ Bùi Diễm. Và qua cái sự gọi là liên lạc này đó, thì cựu đại sứ Bùi Diễm tiếp xúc với ban tranh cử của Nixon, lúc đó Nixon chưa là tổng thống. Đây là cái chuyện này. Lúc đó ông tổng thống Lyndon Johnson á, là ổng đã đồng ý với Hà Nội rồi, Hà Nội đã đồng ý ngồi lại, tại vì sau cái cuộc dội bom đó là Hà Nội đã đồng ý ngồi lại để mà bàn, để mà chấm dứt chiến tranh. Mà chúng ta biết là nếu mà bàn cái thời của ông tổng thống Johnson đó, thì miền Nam sẽ ngang hàng với lại miền Bắc của Hà Nội. Thế nhưng mà Nixon sợ rằng nếu mà cuộc chiến tranh Việt Nam mà chấm dứt mà dưới tay một tổng thống dân chủ là tổng thống Johnson đó, thì Nixon sẽ không có thắng cử. Cho nên Nixon cử bà Anna Chano liên lạc với đại sứ Bùi Diễm, và sau khi nói chuyện đó thì có đã qua nói chuyện với tổng thống Thiệu và cho tổng thống Thiệu một cái tin biết rằng là nói là đừng có tham gia cái cuộc hòa đàm, chờ đi, khi mà Nixon mà lên làm tổng thống đó thì Nixon sẽ nghĩa là ủng hộ ông Thiệu 100% và sẽ chiến thắng cộng sản. Cựu đại sứ Bùi Diễm, tổng thống Thiệu dĩ nhiên vì cái an toàn, vì cái lợi ích của miền Nam Việt Nam đã thông đồng với lại Nixon. Mà trong cái thông đồng đó, tôi không phải là tôi chê, tôi nói là tôi ngưỡng mộ tổng thống Thiệu, tôi ngưỡng mộ cựu đại sứ Bùi Diễm, nhưng mà trong cái cuộc thông đồng đó đó là Nixon đã là một cái tay lưu manh, đã bán đứng miền Nam Việt Nam mình. Thì tôi sẽ nói tới là sau khi mà vừa thông đồng với Nixon xong đó là tổng thống Thiệu lên đọc một bài diễn văn liền và nói là nhất định không đi vào cái cuộc hòa đàm. Mà chính vì vậy cái cuộc hòa đàm bị bế tắc. Khi hòa đàm bị bế tắc đó thì là bên này ở bên Mỹ này là lúc đó là năm 1968 mà, thì đi bầu cử, thì Nixon đi bầu cử nói rằng là tôi có một cái giải pháp để mà chúng tôi sẽ rút nước Mỹ, rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam. Cho nên lúc đó cái lòng dân Mỹ họ chán chiến tranh Việt Nam lắm, họ mới bầu. Và Nixon thắng cử, mà thắng cử vẻ vang đó. Và sau khi thắng cử vẻ vang thì từ từ sau hết nhiệm kỳ đầu tới năm 1972, Nixon và Kissinger đi qua bên gặp Mao Trạch Đông ở Trung Quốc. Rồi cuối cùng cái lời hứa là sẽ sát cánh với Tổng thống Thiệu, sẽ sát cánh với đại sứ Bùi Diễm để bảo vệ miền Nam, cái lời thề đó họ quên đi. Thành ra họ bán đứng cái miền Nam cho cộng sản. Và cái đó là cái cả tin của một cái quốc gia nhược tiểu. Thành ra nếu mà tôi mà là Tổng thống Thiệu hay là tôi là đại sứ Bùi Diễm, lúc đó chắc tôi cũng sẽ bắt tay với ông Nixon thôi. Và nhưng mà sau đó thì nếu mà tôi mà bị bán đứng thì cũng y hệt như vậy thôi. Chỉ có một điều là sở dĩ mà tôi nói cái này ra đó là tại vì trong những cái thước phim tài liệu gần đây nhất, nó cho thấy là sau cái lần đó là Nixon lẽ ra đó, Nixon bị một cái tội, phạm một cái tội rất là lớn, đó là đã thông đồng với một nước, một cái quốc gia bên ngoài, mà cái quốc gia bên ngoài lúc đó là Việt Nam Cộng Hòa. Cái sự thông đồng của Nixon với Việt Nam Cộng Hòa nếu mà thật sự mà đưa ra đó là bị cái tội collusion. Nó cũng tương tự như là Donald Trump với Nga bây giờ vậy thôi. Nhưng mà vì lúc đó vì lý do chính trị này, lý do chính trị nọ, người ta không có khui ra. Và nó, bây giờ nó trở thành một cái tài liệu lịch sử. Cho nên sở dĩ mà Lệ Ngọc trình bày như vậy thì anh Duy mới đưa lại một cái thước phim lịch sử đó để mà chia sẻ với quý thính giả thôi. Miền Nam của chúng ta đã, đấy, Tổng thống Thiệu và đại sứ Bùi Diễm đã tin vào
Nixon, và lẽ ra là nếu mà chúng ta ngồi vào bàn hội nghị lúc mà năm 1968 đó, là có thể Việt Nam Cộng Hòa mình có một cái tiếng nói nó khác. Đằng này mình nói là không, tôi tại vì tin vào Nixon mà chúng tôi không có vào bàn hội nghị, là bởi vì họ chờ Nixon lên, tới chừng vì chờ Nixon lên mà bị Nixon bán đứng. Cho nên những cái câu mà trong cộng đồng Việt Nam mà nói rằng là Cộng Hòa là chống cộng, Cộng Hòa là binh những người HO đó, mỗi một lần tôi nghe những cái điều đó tôi thương hại lắm. Tôi thương hại là bởi vì đồng bào tôi cho tới giờ phút này không chịu đọc lịch sử, cứ dựa vào hai cái chữ Dân Chủ, Cộng Hòa. Thưa quý thính giả, là sở dĩ mà tôi có một cái thái độ mà ngông của tôi đó, là tại vì đối với tôi Dân Chủ cũng là rác mà Cộng Hòa cũng là rác. Tôi đi theo từng cái sự kiện, tôi đi theo từng cái phân tích, rồi lúc đó tôi nói chuyện. Chỉ có như thế mà thôi. Cho nên thỉnh thoảng mà có thấy tôi ngông, mà có thấy tôi ngang một chút xíu đó, mà có giận tôi, thì tôi cũng đành nuốt, chấp nhận cái giận đó. Chứ tôi không bao giờ tôi có một cái lời hứa với lại anh em của chúng tôi. Tôi nói là hồi xưa đó, cái tuổi mà đi lính đó, tôi hên là nhờ mình cứ đậu đều, nhờ học giỏi mà được ở Sài Gòn học. Bạn bè tôi hy sinh ở ngoài chiến trận, cho nên bây giờ mấy ông HO hay là mấy ông ấy có giận mà có chửi tôi cũng cười hì hì, không thèm trả lời lại. Cái mà tôi chửi là Donald Trump. Cái mà tôi chửi là cuồng Trump. Mà tôi biết cái nhóm cuồng Trump đó là mấy cái nhóm mà mình nhìn cái lứa tuổi ra biết là cái hồi chiến tranh đó mới lớn lên, chả là cái quái gì, hoặc là mấy cái nhóm mà đi Tây mà ăn trên ngồi tróc thôi. Chứ còn những cái người mà thật sự mà đổ xương máu, những cái người đó tôi kính trọng lắm. Mấy người đó mà chửi tôi thì tôi cứ cười hì hì thôi. Và nhất là cái này tâm sự một chút xíu, tôi chửi cái lề thói mà tôi không chửi cá nhân. Tôi khi mà tôi nói cái lề thói là chẳng hạn suy nghĩ điên cuồng, quảng như làm cứ là tuyên truyền một cách ngu ngốc đó, thì tôi chửi cái lề thói đó và tôi dùng cái chữ cuồng Trump. Nhưng mà từng cá nhân tôi không bao giờ tôi nói tới. Trong khi cái đám cuồng Trump đó, họ làm những cái video clip, họ chửi từng cá nhân một. Họ làm cái chuyện bá láp như vậy, mà mỗi một lần mà tôi lên tiếng thì họ nói tại sao ông Duyên lại nặng lời. Tôi nặng lời cho một cái lề thói. Quý thính giả để ý xem, tôi nói là tôi ghét cái hoa hậu ma với tiến sĩ quỷ, tôi ghét. Nhưng mà tôi không ghét, tôi không có nêu lên từng cá nhân là ông nào mua bằng tiến sĩ giả hay là người nào mua cái hoa hậu giả, tôi không có nói như vậy. Tôi là một cái người làm cái việc là tôi đã phá những cái lề thói tầm bậy. Vậy thì tôi đã phá cái suy nghĩ mà cuồng Trump mà cứ là nói mà bất cập nhân tình, bất cố liêm sĩ, tôi đã phá cái điều đó. Tôi không lên trên TV, tôi không lên radio mà tôi chửi một cá nhân nào hết đó. Trong khi cái đám cuồng Trump đó, họ lên radio, họ lên TV, họ chửi đích xác những cá nhân khác, thì cái đó tôi gọi là cuồng, cái đó tôi gọi là đốn mạc. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa quý vị, Lê Ngọc đang nghiên cứu, đang xem coi cái giải nhân quyền Olof Palme là cái giải nhân quyền gì. Trong lúc mà luật sư Duyên chia sẻ với lại quý vị thì được biết là cái giải nhân quyền này đó, thưa quý vị, họ mang tên một ông cựu thủ tướng của Thụy Điển, do đó có cái tên là Olof Palme. Thì ông này đã bị ám sát vào năm 1986, và ông Olof Palme này làm thủ tướng trong hai nhiệm kỳ, và ông là một chính trị gia mà không ngừng đấu tranh vì nhân quyền và là một tiếng nói mạnh mẽ phản đối Mỹ can thiệp tại Việt Nam, thưa quý vị. Do đó mà họ cũng đã chọn ông Daniel Ellsberg, 87 tuổi, để mà trao cái giải nhân quyền này, vì ông này cũng đã can đảm tiết lộ có quá nhiều những tài liệu về chiến tranh của Việt Nam, về cái mặt trái của cuộc chiến này. Và chuyển qua một cái sự kiện khác mà rất nhiều người dân Mỹ và ngay cả những nhà chính trị, thưa với lại luật sư Duyên, ở nước Mỹ và ngay cả trên thế giới, họ cũng theo dõi không biết cái kết quả của cuộc điều tra của ông Robert Mueller trong cái năm 2019 này sẽ dẫn đến những sự kiện như thế nào. Nhưng mà hiện nay đó thì đang có là những cái tin tức mà Lê Ngọc đang thấy dồn dập nói đến,
là những gì mà ngay cả ông Giuliani, ông cũng đã lên tuyên bố, ông cho rằng là Tổng thống Donald Trump sẽ không phải trả lời thêm bất cứ một câu hỏi nào với Ủy ban điều tra đặc biệt của ông Mueller về cái chuyện Nga chen vào bầu cử của nước Mỹ trong năm 2016 để ủng hộ cho ông Donald Trump. Và hiện nay, bây giờ ở hiện tại, ở cái thời điểm này, đó chỉ là cái quả bóng đã được giao qua bên phía của toán điều tra của ông Robert Mueller mà thôi. Và dù là bên ông Robert Mueller có gửi trác đòi cho Tổng thống Donald Trump để mà ra làm chứng, nhưng mà chắc chắn là ông Giuliani, cái toán luật sư của Tổng thống Donald Trump, sẽ phản đối, sẽ chống chuyện này quyết liệt cho đến cùng. Mặc dù hiện nay những cái tin tức từ cơ quan tình báo của nước Mỹ đã kết luận rằng Nga đã can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 theo hướng để mà ủng hộ cho ứng cử viên Donald Trump để trở thành Tổng thống. Thì bên cạnh những cái sự việc này thì luật sư Duyên nghĩ là cái kết quả cuộc điều tra của ông Robert Mueller ngày nào sẽ là cái thời gian, cái khung thời gian để mà đưa ra để cho công chúng biết được, thưa luật sư Duyên? Trở lại cái câu hỏi của Lê Ngọc thì mình cũng có trình bày một vài chương trình trước đó mà. Thì thứ nhất đó, một cái khuynh hướng thì cho thấy rằng là có lẽ là cái cuộc điều tra của ông Mueller sẽ kết thúc vào giữa tháng 2 cho tới đầu tháng 3, tức là chỉ còn đâu khoảng một tháng nữa là ông sẽ viết cái report. Thì đó là một cái góc nhìn. Một cái góc nhìn khác nói rằng là cho tới giờ phút này, dĩ nhiên mà nếu mà mình gọi là mình subpoena, mình yêu cầu tổng thống trả lời, thì bên phía bên tổng thống có thể từ chối, nói là mình có một cái quyền bên hành pháp mình từ chối mà. Nhưng mà những cái đứa con của tổng thống và Jared Kushner, con rể đó, thì chưa bao giờ được hỏi hay chưa được bao giờ được điều tra đó. Thì nếu mà subpoena những cái người đó nữa thì cái cuộc điều tra nó sẽ kéo dài hơn. Cho nên cũng có một cái góc nhìn cho rằng cái cuộc điều tra của ông Mueller có thể kéo dài thêm vài tháng nữa. Nhưng mà một mặt thì như vậy, nhưng mà một mặt khác đó thì có thể là không cần nói chuyện với con trai, con gái và con rể của tổng thống đi nữa. Là ông Mueller ông cũng đã có những cái bằng chứng xác thực qua, nghĩa là từ những cái lần mà đi đến truy soát, những cái lần truy soát của Paul Manafort hay là Michael Cohen, những cái nhà với office này nọ đó, thì ông đã có những cái bằng chứng nó dứt khoát rồi. Và đồng thời những cái trả lời của những nhân vật khác đó, từ Mike Flynn cho tới Paul Manafort cho tới Michael Cohen, có thể là bằng chứng trong tay của ông Mueller có đầy đủ rồi để mà truy tố rồi, và không có cần phải nói chuyện với lại con gái, con trai với con rể nữa. Thì ngay bây giờ cái việc mà ông Mueller ông làm, ông kín đến mức độ chừng nào nó xảy ra mình mới biết. Thành ra mình biết rằng là có hai cái chiều hướng đó, mà muốn đoán thì không đoán, chỉ muốn trình bày với quý thính giả rằng là cái cuộc điều tra nó sát đến mức độ là ông Rod Rosenstein ông cũng nói rằng là nếu mà ông William Barr mà ông được bổ nhiệm đó, thì ông Rosenstein ông sẽ retire rồi. Mình thành ra nói chung là cuộc điều tra tới bây giờ cái số lượng thông tin mà để mà đủ để mà viết một cái report thì kể như là đủ rồi đó. Còn có cần thời gian thêm hay không thì chúng ta không biết được, chỉ có ông Robert Mueller ông biết thôi. Thành ra chúng ta chờ xem, chúng tôi chỉ trình bày mọi cái góc cạnh khác nhau. Nhưng mà trước khi Lệ Ngọc đi qua cái câu hỏi khác thì cảm ơn Lệ Ngọc rất là nhiều. Nội cái việc mà Lệ Ngọc nói về cái giải nhân quyền ở bên Thụy Điển đó, nó cho thấy rằng là để trình bày với quý thính giả một cái góc làm việc của anh em chúng tôi đó, chúng tôi cũng giống y hệt quý thính giả thôi, có nghĩa là muốn biết cái gì thì cũng research, cũng đi tìm. Mình nên là cái đó là một cái lời mời gọi. Thí dụ Lê Ngọc hỏi tôi một điều có nhiều khi tôi chưa đọc tới, hay là tôi hỏi Lê Ngọc chưa đọc tới, đó là anh em chúng tôi đọc rất nhiều và research rất là nhiều.
còn mời gọi quý thính giả là như thế. Bây giờ cái hiện cái phương tiện của mình mà mình muốn biết cái gì mình chỉ cần Google là mình biết tới nơi tới chốn. Sở dĩ mà tôi mời gọi biết tới nơi tới chốn đó là để khi mà chúng ta có engage, có nhập cuộc vào một cái trình bày, một cái lý luận gì đó, chúng ta nhập cuộc rất là tự tin và rất là thông minh. Chúng ta không có để cho những cái, bởi vì cứ ngồi bên ngoài cứ nói là những cái người mà họ lười đó, họ cứ nghe tổng thống nói là fake news thì họ nói ồ đúng rồi, cái đó là fake news. Nếu mà chúng ta cứ cái thói quen mà nghe người khác nói mà cứ theo đó thì chúng ta tự chúng ta biến chúng ta thành những cái con cừu để mà bị dẫn vào cái lò mổ đó. Cho nên mời gọi, tại vì Lệ Ngọc với chúng tôi cũng y hệt như quý tín giả thôi à, muốn biết thì chỉ có tìm thôi. Cũng giống như cái ông Matt Damon mà ông nói với cái anh chàng sinh viên mà Harvard đó, ông nói là gia đình của du giàu bỏ 150.000 ra để mà lấy một cái kiến thức, mà cái kiến thức đó tôi chỉ có tốn có 1.5 đồng là tôi vô thư viện là tôi có hết thôi. Thành ra ngay bây giờ ở cái thời đại năm 2019 này đó là không cần phải tốn 1.5 đồng thư viện nữa, lên mạng là có tất cả những cái câu trả lời. Vậy thì mời gọi quý tín giả hãy làm exactly giống như Lệ Ngọc, giống như Nguyễn Hoàng Duyên vậy đó, là đừng có để cho những cái người mà những cái tay mà tuyên truyền mà lừa bịp mà ngồi mà nói ngoác mồm ra nói là tôi từng học bên Tây bên Tàu gì đó, không có ai hay hết trơn á. Đi vào cuộc thì chúng ta cùng nhau, chúng ta cùng tìm tòi. Mà mỗi lần quý thính giả mà tìm tòi cái gì đó mà thách thức tôi đó, tôi mừng lắm, là tại vì khác ý kiến tôi nhưng mà cái động tác đầu tiên là cái động tác tìm tòi nói chuyện rất là thông minh. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa với quý vị, trong một cái bản tin từ hãng thông tấn UPI thì họ cũng đưa ra một cái tin là có một cái phiên tòa hồi đầu tuần này, thưa với luật sư Duyên, đã tiết lộ cho biết rằng là ông công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller có một cái cáo buộc, mà cáo buộc này đối với ông Paul Manafort là chia sẻ những dự kiện với một người mà bị coi là gián điệp của Nga. Đó là một nhân vật có cái tên là Konstantin Kilimnik. Và gọi là cái sự liên quan này nó như thế nào, thì ông này đã chia sẻ những cái con số liên quan đến cái vấn đề tranh cử của tổng thống năm 2016. Thì không biết là cái vấn đề luật pháp thì ông Paul Manafort vẫn còn tiếp tục bị dính líu vào vấn đề pháp lý. Rồi bên cạnh đó thì cũng có những tin tức cho biết là ông cựu luật sư của tổng thống Donald Trump, ông Michael Cohen, thì ông cũng lên tiếng và ông cho rằng là ông muốn có một cái cuộc điều trần công khai trong ngày hôm qua thay vì điều trần kín như đã được đề nghị, vì ông sẵn sàng hợp tác với ông Robert Mueller. Thì trong những ngày đầu năm, cái sự điều tra của ông Robert Mueller nó tiến triển như thế nào, và tất cả những sự việc này nó liên quan đến những người đã là cựu cố vấn hay là cựu nhân viên trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump và ngay cả của gia đình của những con cái của Tổng thống Donald Trump, thưa luật sư Duyên? Lê Ngọc đang nói tới hai nhân vật là Paul Manafort và Michael Cohen, thì anh Duyên sẽ đi từng cái nhân vật một. Thì cái tin mà Lê Ngọc mới vừa nói đó là bây giờ trong cái bản cáo trạng nó đã lộ ra rằng là bên phía bên ông Mueller, cái lúc mà hồi đó là bôi đen, nhưng mà luật sư của Paul Manafort vì là ẩu tả mà thành ra bôi đen mà vẫn để sót, thành ra mình mới biết rằng Mueller tố cáo cái việc Paul Manafort đã liên quan tới Kilimnik và những cái thông tin về những cái cuộc thăm dò đó từ Paul Manafort chạy qua Kilimnik rồi sẽ về tới Điện Cẩm Linh, về tới tay của Putin đó. Thì sợ tại sao mà nó là big deal, tại sao mà nó quan trọng đến như vậy? Mình hãy nghe cái lời của ông judge, ông thẩm phán Napolitano đó, cái ông thẩm phán mà Mỹ họ gọi là judge Knapp đó. Ông thẩm phán Knapp này là một cái người mà ông ta lên, mỗi một lần ông ta lên trên truyền hình đó, thì cái quan điểm của ông ta là ủng hộ tổng thống Trump mạnh mẽ lắm. Nhưng mà những cái lần về sau này đó
là vì cái sự thực nó rõ ràng, mà bởi vì ông ta là thẩm phán, thành ra ông ta phải phân tích theo cái luật thôi, mới cho thấy là nó kinh hoàng lắm. Chẳng hạn như ông nói rằng là cái tin mà Manafort đã đưa những cái dữ liệu về thăm dò bầu cử đó mà đưa qua cho những cái người viên chức của Nga đó, cái điều đó nó chính là collusion. Thì chúng ta biết là Tổng thống Trump luôn luôn cứ nói là no collusion, no collusion, no collusion. Mà bây giờ nếu mà cái tin mà giống như mình nói đó, Manafort đưa những cái dữ kiện bầu cử đưa qua gián điệp Nga đó, thì cái câu đó, cái theo lời ông thẩm phán nói, cái định nghĩa đó là collusion. Và theo lời của Giuliani đó, collusion thì không phải là cái crime. Thì ông tổng thống này ông nói, ông thẩm phán này ông nói là yes. Ông thẩm phán ông nói collusion thì không phải là một cái crime, là đi trong bộ luật không có dùng cái chữ collusion. Nhưng mà nó là cái chữ conspiracy, tức là âm mưu. Mà hễ mà cái conspiracy là nó là một cái crime, thì thành ra mình hiểu là cái việc càng lúc nó bắt đầu nó lộ ra từ phía Manafort đó, thì mình biết là Kilimnik là một cái tay mà rất là thân cận với Tổng thống Trump, Tổng thống Putin. Thành ra cái chuyện mà ban tranh cử của Trump mà đồng lõa với, có thông đồng với Nga, thì càng lúc nó càng hiển lộ ra, nó rõ rồi. Còn ông William Barr chẳng hạn, ổng là cái người mà ổng bây giờ ổng sắp sửa ổng được đi đưa ra trước thượng viện để chuẩn, để cho ổng thay thế ông Jeff Sessions làm tổng trưởng tư pháp đó, thì ổng cũng đã nói với nhiều cái nguồn khác nhau, với những cái dân biểu cộng hòa, nghị sĩ cộng hòa, dân biểu dân chủ và nghị sĩ dân chủ đó, ổng nói là ổng có cái niềm tin vào ông Mueller. Và ông nói rằng nếu mà ông trở thành tổng trưởng tư pháp đó, thì ông Mueller sẽ không bị đụng tới, và ông Mueller sẽ hoàn tất cái cuộc điều tra của mình. Thì trong chương trình trước thì chúng tôi cũng có nói rồi, những cái người mà bây giờ mà đi vào làm ở tòa Bạch Ốc đó, thì vì cái tương lai chính trị trong tương lai của họ đó, họ cần làm có job này, có job nọ với tòa Bạch Ốc, nhưng mà họ cũng nhìn được cái cảnh chợ chiều của tòa Bạch Ốc rồi. Thì khi mình dự chợ chiều đó, mình cái tâm trạng của người đi chợ thì chắc là giỏi hơn tôi nữa. Mình đi chợ chiều đó là mình cứ thấy cái món hàng nào còn sót lại rẻ thì mình mua, nhưng mà bảo là mình phải trả cái giá mắc bằng cái tương lai chính trị của mình thì mình không trả, chỉ có như thế mà thôi. Làm cho Trump thì cứ làm, nhưng mà biểu ủng hộ Trump tuyệt đối, tức là giả trả một cái giá quá mắc trong cái buổi chợ chiều, chắc người ta không trả đâu. Thì đó là cái chuyện của ông Paul Manafort. Còn trở lại cái Michael Cohen, thì ông hứa là ngày 7 tháng 2 này ông sẽ ra, ông khai công khai trước Hạ viện, có ống kính truyền hình chiếu cho chúng ta coi. Thì ông đã chấp nhận cái lời mời rồi, 7 tháng 2 này ông sẽ ra, tại vì tháng 3 là ông phải đi vô tù. Chúng ta biết là ông bị cái bản án tù 3 năm, mà bắt đầu là tháng 3 là phải vô tù để mà trả lời rồi. Thì nhiều người nói rằng là thực sự cái chuyện mà Michael Cohen đi ra đó có gì đâu mà quan trọng, là tại vì tất cả những gì Michael Cohen nói thì đã nói trước rồi, còn bây giờ còn đâu có còn cái gì nữa đâu, gì thì đâu có là big deal. Nhưng mà thực sự ra là những cái tay mà phân tích về cái chuyện này đó, thì họ nói rằng là nó là big deal. Nó là big deal là tại vì lúc trước là Michael Cohen có thể là khai gian này nọ, nhưng mà bây giờ đã bị tuyên án rồi mà tiếp tục đi ra Hạ viện mà lại khai gian nữa, thì đây lại là cái tội mới. Mà cái tội mới này đó có thể là ảnh hưởng tới cái tương lai của Michael Cohen còn nặng nề hơn nữa. Cho nên những cái vấn đề mà quốc hội đó sẽ muốn biết từ Michael Cohen là những cái vấn đề, chẳng hạn như là mấy cái vụ mà trả tiền để mà bịt miệng mấy cái cô gái giang hồ đó, thì những cái vụ trả tiền bịt miệng nè, là quốc hội họ sẽ muốn biết rõ là cái cách mà trả tiền như thế nào, và cái mức độ mà Donald Trump biết về những cái vụ trả tiền này nó như thế nào. Bởi vì Donald Trump mà càng biết nhiều, mà càng ra lệnh cho Michael Cohen làm đó, thì cái vi phạm nó nặng lắm.
Rồi thứ hai, cái vụ mà cái khách sạn, cái Trump Tower ở bên Moscow đó, thì bây giờ Michael Cohen đã khai hết cái chuyện đó rồi. Nào là xây cái Trump Tower rồi thì cái penthouse 50 triệu đó sẽ giao cho Putin này nọ, đó là Michael Cohen đã nói rồi. Nhưng mà cái quan trọng là, thứ nhất là Donald Trump biết những điều gì trong những cái điều đó và biết vào lúc nào. Nếu mà trong cái lúc đang tranh cử mà vẫn còn deal những cái deal với bên Nga như vậy, rồi cộng với những cái thông tin là thông đồng với Nga như vậy, thì cái đó là những cái điểm rất là kinh hoàng cho Donald Trump. Rồi chẳng hạn cái vai trò của ông bookkeeper đó, cái người mà giữ sổ sách tài chính, làm CFO cho công ty Trump, là cái ông Alan Weisselberg đó, thì chắc chắn là Alan Weisselberg sẽ đã làm việc với Michael Cohen rất nhiều. Thì cái việc của ông, cái vai trò của ông Alan Weisselberg ra như thế nào, rồi cái chuyện mà lúc mà trong trong cái lúc mà điều tra Michael Cohen đó, thì Michael Cohen có đi qua thủ đô Prague của tiệp khách, thì Michael Cohen từ chối chối bỏ, nói rằng là không có đi qua thủ đô tiệp lúc nào hết đó. Nhưng mà những cái tin mà bên phía bên ông Mueller có đó, là nó lúc vào cái khoảng thời gian đó, thì cái số phone của Michael Cohen nó đã ping vô trong một cái tháp điện thoại, mà gọi là của mấy cái hãng điện thoại hãng điện thoại iPhone của chúng ta đó, điện thoại di động đó. Thì nếu mà bây giờ từ cái tin của cái dossier của cái ông Steele, cái dossier mà có những cái việc mà thông đồng của Tổng thống Trump với lại Nga đó, có cái tin là Cohen đi qua thủ đô của tiệp khách vào thời điểm đó, thì những cái tin mà những cái tháp điện thoại nó cũng có ghi nhận cái việc là Cohen đã xài cái điện thoại vào cái thời điểm đó ở bên 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 tiệp khách, thì người ta sẽ hỏi xem là Cohen phải trả lời như thế nào chẳng hạn. Rồi cái chương trình mà cái Ukraine Peace Plan đó, lúc mà Nga tấn công qua bên bên Ukraine, thì một cái nhóm mà gọi là ủng hộ Nga đó, họ đứng lên, thì lúc đó Mỹ tức là đã đưa ra một cái đã đề nghị một cái kế hoạch hòa bình cho Ukraine, trong đó là có nghiêng qua về phía Nga, thì sẽ hỏi là Michael Cohen biết gì tới những cái địa điểm đó. Thành ra tất cả cái cuộc điều trần này, quý thính giả nhớ đón truyền hình để xem vào ngày 7 tháng 2, tôi tin là có nhiều điều hay lắm đó. Còn mình biết chắc chắn là trên cái ủy ban đó sẽ có những cái dân biểu Cộng hòa, thì những dân biểu Cộng hòa mà binh Tổng thống Trump đó, thì họ sẽ đặt câu hỏi, họ tấn công Cohen, mà không phải tấn công để mà tìm ra sự thực, tấn công là để bôi nhọ Cohen, nói là đây là một cái tên nói khai gian, nói dối những cái điều mà Cohen nói bây giờ không có đáng tin, là bởi vì Cohen đã có một cái lịch sử gian dối rồi. Thì nếu mà tôi mà là luật sư của Cohen đó, thì tôi sẽ khuyên Cohen là nếu mà người ta chửi ông gian dối vào lúc đó đó, ông nếu mà Cohen là thân chủ của tôi đó, thì tôi nói là trả lời là yes. Trong quá khứ lúc mà tôi còn làm với lại Trump, vì tôi bảo bảo vệ Trump đó, cho nên tôi gian dối kinh hoàng lắm. Yes, và tôi đã bị kết tội, tôi sắp đi tù 3 năm cũng chỉ vì cái gian dối đó. Còn và vì cái gian dối đó, vì cái giá mà tôi phải trả, cho nên thưa mấy ông dân biểu Cộng hòa, ngày hôm nay tôi nói sự thật là tại vì tôi không có muốn trả cái giá nữa, tôi không muốn tạo thêm cái nghiệp nữa. Tôi sẽ khuyên ông Cohen làm như vậy. Cho nên mời quý thính giả ngày 7 tháng 2 xem cái cuộc điều trần của ông Cohen trước trước Hạ viện. Trở lại với đây còn. Dạ vâng, tiếp lời với luật sư Duyên thì chính ông luật sư ông Michael Cohen này đó, thưa quý vị, ngày hôm qua ông cho ABC News biết rằng là ông trông đợi cái việc để mà ra điều trần công khai, thưa quý vị, và đó là một cái vinh dự cho ông Michael Cohen để ông có một cái cơ hội nói lên đầy đủ sự thật về những gì đã xảy ra để mà tiếp tục một cái sự hợp tác của ông với lại toán cơ của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, và ngay cả cho người dân Mỹ chúng ta biết sự thật tất cả những cái sự việc này
Thành thử một lần nữa Lê Ngọc cũng nhắc lại, giống như luật sư Duyên nãy giờ nhắc quý vị, ngày 7 tháng 2 sắp tới đây thì chúng ta hãy theo dõi cái buổi điều trần trước Ủy ban Thanh tra và Cải cách Hạ viện với những gì mà ông Michael Cohen sẽ nói lên ở ngay tại đây, thưa quý vị. Để rồi sau đó thì ông bắt đầu đi vào trình diện với lại nhà tù vào đầu tháng 3. Và quý vị còn nhớ là ông Michael Cohen, ông cũng đã nói lên tiếng với ký giả George Stephanopoulos là ông phạm pháp vì cái sự trung thành mù quáng của ông đối với Tổng thống Donald Trump. Thì đã có bao nhiêu người mù quáng cuồng Trump? Điều này chắc mọi người trong chúng ta cũng đã biết cái khoảng con số này rồi, phải không luật sư Duyên? 1/3, dạ. Dạ, dạ, vâng. Và như vậy thì Lê Ngọc chuyển qua những cái tin tức mà liên quan đến Việt Nam mà cũng có những cái thắc mắc từ quý vị, chính quý vị thính giả gửi vào nữa, thưa với lại luật sư Duyên, về vấn đề mà Việt Nam vừa mới lên tiếng, cái việc mà tàu khu trục Mỹ áp sát với lại Hoàng Sa. Thì mới đây thôi, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về việc là Hải quân của Hoa Kỳ đưa chiếc tàu khu trục trang bị hỏa tiễn dẫn đường, đó là chiếc tàu USS McCampbell, đi qua cái khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và phát biểu trước báo chí vừa mới đây trong ngày 9 tháng 1 thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, đó là bà Lê Thị Thu Hằng, thì bà này đã khẳng định là Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định cái chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với lại luật pháp của quốc tế. Và bà Lê Thị Thu Hằng cũng nhắc lại rằng những cái yêu sách về biển và hành động liên quan của những quốc gia ven biển cần phù hợp với luật pháp quốc tế, như là đã được phản ảnh trong cái UNCL Clause, là UNCLOS, vào năm 1982. Thì với cái lời phát biểu này, thưa với lại luật sư Duyên có thể phân tích thảo luận có một cái điều gì nghịch lý trong cái tuyên bố này từ bên phía Việt Nam hay không, thưa luật sư Duyên? Nhưng mà chúng ta đứng từ cái góc nhìn của Hà Nội đó, thì họ nói rằng là mặc dù là mình đang làm cái nỗ lực gần với Mỹ để mà mình có một cái đối trọng rồi mình chống lại Trung Quốc đi nữa đó, thì khi mà tàu của Mỹ mà đi sát đảo Hoàng Sa, mình phải lên tiếng để mà có một cái hồ sơ ở trong lịch sử, đó là mình luôn luôn mình khẳng định cái chủ quyền của mình với Hoàng Sa. Ngay cả đồng minh của cái người mà mình muốn làm bạn, cái người mà mình muốn làm đồng minh là Mỹ đó, mà tới gần Hoàng Sa mình cũng phải lên tiếng chống đối, bởi vì mình muốn khẳng định Hoàng Sa là của mình. Thì mình mới nghe thoáng như vậy thì mình cũng nhẹ giọng với Hà Nội, mình nói ra đúng, mình lên tiếng như vậy để rồi trong tương lai có tranh chấp gì thì mình nói là chúng tôi đã từng lên tiếng là Hoàng Sa của chúng tôi. Nhưng mà nếu mà cái điều đó, cái lý luận đó mà đúng á, thì tại sao lại im lặng với Trung Quốc? Chúng ta biết bây giờ Hà Nội lên tiếng là lên tiếng một làm trò hề cho vui thôi. Trung Quốc nó đã chiếm Hoàng Sa từ năm 1974, bây giờ nó đem vũ khí rồi qua, rồi nó cho tàu qua, thì lẽ ra mỗi một lần mà Trung Quốc làm như vậy, Hà Nội biết là mình là cái nước yếu, có nghĩa là về mặt quân sự mình không có tấn công Trung Quốc được, không làm gì được đi nữa, tại sao không lên tiếng? Mỗi một lần mà cứ lên tiếng để cho cái bộ hồ sơ chống đối của mình lên liên tục, càng lúc nó càng dày đó, bao giờ mà nước Việt Nam mình mà mạnh mà thương lượng hay cái gì, cái chuyện đó chắc là cái cuộc đời tôi thì chắc tôi không thấy đâu. Nhưng mà mình ít ra mình cũng có một cái tài liệu lịch sử, đằng này chúng ta im lìm, chúng ta cúi đầu trước Trung Quốc đó. Như vậy thì cái nghịch lý mà Lệ Ngọc nói là như vậy đó, tại sao lại chỉ lên án Mỹ mà không có lên án Trung Quốc? Thành ra mình có đưa cái hồ sơ của mình đi ra tòa án quốc tế đó, thì chắc cũng chỉ là trò cười thôi. Mà nhất là mình từ lúc mà Hà Nội mà lên cầm quyền ở miền Bắc cũng vậy, rồi chiếm luôn miền Nam cũng vậy, bao giờ cũng im lặng,
không bao giờ dám đưa Trung Quốc ra tòa theo cái kiểu mà Philippines họ đưa ra tòa quốc tế, mặc dù họ cũng chả làm gì được Trung Quốc đâu, nhưng mà ít ra có một cái văn bản của tòa quốc tế nói rằng là những cái bãi cạn, những cái mỏm đá đó không phải là của Trung Quốc mà nó là của Philippines chẳng hạn. Tại sao mình không làm như vậy? Thì đó là những cái điểm mà gọi là hèn của Hà Nội. Còn nếu mà ngay bây giờ giả sử mình nói là ô hồi trong vòng mấy năm nay mình không nói tiếng nào cả, bây giờ nếu mà mình chống Mỹ ngay bây giờ đi, thì lẽ ra mình cũng nói là chúng tôi chống cái việc Mỹ áp cái tàu sát vô trong Hoàng Sa, nhưng mà đồng thời chúng tôi cũng lên tiếng chống Trung Quốc về cái việc đã làm thế này, cũng lần này cũng chỉ chống Mỹ mà cũng lại không có một cái chữ nào để mà chống cái chuyện mà Trung Quốc đã cưỡng chiếm Hoàng Sa. Họ không bao giờ họ dám nói đó. Thành ra mỗi một lần mà mình thấy mà Hà Nội mà họ tuyên bố ra cái điều gọi là có chủ quyền mà gân hô đó, nó cũng chỉ lại là làm trò cười cho thiên hạ thôi. Thành ra mỗi một lần mà tôi nghe những cái viên chức của Hà Nội mà đứng lên tuyên bố đó, tôi nói là thà là tôi coi cái kịch của Hoài Linh vân vân thì chắc là vui hơn, tại vì nó hề quá đi. Vậy thì yes, mình thì cũng ghi nhận thì thôi, nó nói là chống phản đối Mỹ đã áp sát Hoàng Sa, nhưng mà chắc có lẽ là cái lên tiếng chống đối này bởi vì lệnh của Bắc Kinh yêu cầu là chống đối, rồi mình nói là thật sự chống đối tàu Mỹ đi áp sát Hoàng Sa. Còn đây là cái góc nhìn của tôi nè. Nếu mà tôi mà là lãnh đạo Hà Nội đó, thì tôi sẽ lên tiếng là tôi sẽ nói là Hoàng Sa là đảo của Việt Nam, Trung Quốc là cái nơi cưỡng chiếm Hoàng Sa, Trung Quốc muốn chống Mỹ đó thì làm ơn Trung Quốc set up là tại vì đây là cái đảo của chúng tôi, thì cái chuyện mà tàu Mỹ vào đó mấy ông không có tư cách gì mấy ông chống đối đó, còn chúng tôi là Việt Nam, chúng tôi là chủ của Hoàng Sa nè, chúng tôi tán đồng và chúng tôi đồng ý để cho tàu Mỹ cập sát Hoàng Sa. Nếu mà dám nói như vậy mới gọi là ngon. Còn nếu không đó thì thưa quý thính giả, mỗi một lần mà nghe những cái viên chức của Hà Nội mà lên tiếng đó, mở kịch của Hoài Linh ra cười thì nó vui hơn. Trở lại với Lê Ngọc, khi mà nói đến chuyện Việt Nam, những cái sự kiện mà mới xảy ra nhất đó, thì Lê Ngọc lại thấy là nó có một cái sự kiện cũng nổi bật liên quan đến cái luật an ninh mạng của Việt Nam, thưa quý vị và luật sư Duyên. Và chúng ta cũng đã biết được là cái luật an ninh mạng này được Quốc hội của bên Cộng sản Việt Nam họ đã thông qua từ ngày từ năm 2018, Lê Ngọc nhớ là khoảng giữa năm thì phải, với một cái đa số phiếu bầu lắm và cũng mang ra rất là nhiều sự tranh cãi. Thì trong ngày thứ tư, hãng thông tấn AP Association Press ở Hà Nội Việt Nam đó, họ có đưa ra một cái bản tin là công ty Facebook họ đã lên tiếng và họ phản bác lại trước những cái cáo buộc cho rằng là Facebook đã cho phép những nội dung bất hợp pháp vi phạm luật an ninh mạng mới của Việt Nam. Thì cái sự kiện này như thế nào giữa một cái công ty lớn mà Facebook hay là Google, tất cả những cái vấn đề về an ninh mạng, tại sao lại có cái sự cáo buộc và cái sự phản bác như vậy, thưa luật sư Duy? Trước hết để mà trả lời những cái vấn đề về Facebook với là những cái người mà phản bác về luật an ninh mạng đó, mình phân tích về cái luật an ninh mạng một chút xíu. Là những cái nước mà tự do mà họ tôn trọng cái quyền phát biểu của dân chúng đó, sở dĩ mà họ có cái luật an ninh mạng là không phải là để mà trấn áp những cái quyền của người ta. Luật an ninh mạng của Mỹ, của các nước Âu Châu, của các nước tự do đó không có đụng tới cái quyền phát biểu, nhưng mà sở dĩ họ có luật an ninh mạng là để họ bảo vệ chúng ta, họ bảo vệ những cái người dùng. Thành ra vì bảo vệ những cái người dùng đó, họ mới có những cái luật để mà họ kềm chế những cái sai sót của những đại công ty như là Facebook, như là Google vân vân. Chứ còn đây là cái luật an ninh mạng của Việt Nam này. Cái ngôn từ của họ là họ nói là
nếu mà những cái người nào mà xài cái xài internet đó mà với những cái ý đồ mà đưa ra những cái thông tin xấu để mà chống đối chính phủ đó, đi ngược lại quyền lợi của quốc gia đó, thì họ trừng phạt nặng những cái người đó. Bây giờ mình phân tích về pháp lý, mà khi tôi nói tôi phân tích về pháp lý đó là tôi muốn nói cái tinh thần pháp lý mới là đúng nghĩa của nó, mà do những cái nước như là Mỹ, như là Âu Châu, thì mình dựa trên tinh thần đó để mình phân tích. Thì đối với Tây Phương hay là nhất là đối với Mỹ đó, trong cái bản hiến pháp của Mỹ nó nói là bất kỳ một cái luật nào mà những cái người nào mà học luật hiến pháp đều biết đó, những cái luật mà nó ra mà nó có tính cách là vague, có nghĩa là mơ hồ, hoặc là nó overbroad, có nghĩa là nó gom cả nắm đó. Thì những cái luật mà vague và overbroad đó sẽ là vi hiến, tại vì hiến pháp cấm cái chuyện đó. Nếu mà đã ra luật là rõ ràng, vậy thì thế nào là mơ hồ, thế nào là overbroad, thế nào là vơ đũa cả nắm. Nếu mà cái ngôn từ của luật mà viết ra một cách gọi là chung chung, khiến cho một cái người có một cái thông minh bình thường đó, mà reasonable đó, mà không biết làm thế nào để mà cho rõ đó, thì nghĩa là làm thế nào để đừng phạm luật đó, thì cái luật đó nó sẽ vô giá trị. Thì áp dụng vào cái luật an ninh mạng Việt Nam, hay là tất cả những cái luật lệ mà về chính trị của Việt Nam, đều nó có cái tính cách là vê hết. Vê có nghĩa là nếu mà có những tuyên bố mà đi ngược lại quyền lợi quốc gia hay là tổn hại cho quốc gia sẽ bị bỏ tù. Thì người ta hỏi là tôi là một cái người trí thức ở trong nước hay là một cái người dân bình thường trong nước, cái câu mà đi ngược lại quyền lợi của quốc gia là cái gì đây? Không có ai định nghĩa hết á. Thành ra thí dụ bây giờ tôi đưa lên trên mạng, tôi chống một cái anh chàng huyện ủy hay là tỉnh ủy mà tham nhũng mà bê bối đó, thì họ gán cho tôi cái tội là đi ngược lại quyền lợi của quốc gia, đi ngược lại quyền lợi của đảng. Thành ra vì cái định nghĩa nó mơ hồ như vậy, tôi làm cái gì tôi không biết, tôi làm gì để tôi đừng có bị ở tù đây, thì cái luật như vậy nó gọi là vê. Thứ hai là nó overbroad, có nghĩa là nó vơ đũa cả nắm. Chỉ một cái động tác nào đó mà họ gom vô, họ nói là phản quốc là mình bị ở tù. Thành ra cái luật an ninh mạng Việt Nam, nếu mà theo cái tiêu chuẩn của Mỹ thì nó vague, có nghĩa là nó mơ hồ, nó overbroad, là nó gom tất cả mọi người để nó cho vô trong tù, nó bắt vô trong lưới hết đó. Cái luật đó nếu mà làm ở Mỹ thì cái luật đó không có giá trị, là tại vì người ta challenge là tối cao pháp viện sẽ bác thôi. Nhưng mà Việt Nam không có cái chuyện challenge, đảng ra lệnh là phải làm. Thành ra cái luật nó vô lý là như vậy. Thứ hai, nó có cái tính cánh trấn áp cái quyền phát biểu. Một người dân bây giờ mà quan tâm tới bây giờ người đó, ngay cả là đảng viên cũng vậy nữa, mà họ lo, họ thấy là cán bộ đó thì lấy đất của quốc gia, lấy đất, lấy rừng, lấy biển, lấy đảo bán cho Trung Quốc chẳng hạn như vậy, họ lên tiếng, họ đưa lên trên mạng, thì cái đó lại nói rằng là làm hại đảng, làm hại quốc gia, trấn áp bỏ tù người ta. Ngoài cái chuyện mơ hồ và vơ đũa cả nắm đó, còn có cái tính cách trấn áp. Rồi có những cái người mà đây cái buồn cười đó là những người mà lên tiếng mà ủng hộ, dĩ nhiên những người mà đảng viên ở trong nước thì chúng tôi biết là cũng có hai phe. Cái phe mà đảng đó thì nó nói là ủng hộ luật an ninh mạng, còn những cái người mà lo cho quốc gia, lo cho cái sự trường tồn của dân tộc thì người ta chống cái luật an ninh mạng này. Thì cái đó thôi là cái chuyện ở trong nước. Ở hải ngoại này nè, mà có những cái tay lên trên đài truyền hình mà cũng lặp lại đúng cái lập luận của Hà Nội, nói là Mỹ cũng có luật an ninh mạng, rồi cười khẩy, rồi nói là như vậy thì tại sao chúng ta lại chống cái luật an ninh mạng của Việt Nam. Thì qua cái phân tích của tôi đó, thì tôi mới cho thấy rằng là cái người mà nói đó, những cái người đó lại là những người có làm ở trong ngành luật. Mình nói là mình tốt nghiệp trường luật ở Mỹ mà mình không hiểu được cái nguyên tắc căn bản về luật, rồi nói rằng là Việt Nam có luật an ninh mạng là đúng, thì tại vì Mỹ cũng có luật an ninh mạng đó. Mình nói như vậy là mình tự mình tát vào mặt mình tự mình chửi vào mặt mình làm nhục cái nghề làm luật của mình. Thành ra
mà cái thành tích của mấy cái tay đó thì thôi khỏi 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 bàn luôn đó. Thứ nhất là nói là mình chống cộng này nọ, cái được bầu lên làm nghị viên, làm cái quái quỷ gì đó, vừa lên chức mà ông nào cũng giống nhau, vừa lên chức một cái là bay về Việt Nam kiếm mối, đi vô nào là quỳ lụy trước Nguyễn Thanh Sơn, rồi quỳ lụy trước Nguyễn Minh Triết. Mình cách thấy cái cách quỳ lụy đó, đó làm nó kinh hoàng tới cỡ nào, vậy mà dám in hình của mình thảy ra cùng ở trên mạng đó, đây là lãnh tụ Việt Nam tương lai. Nó so stupid mà nó trân tráo, nó đần độn, nó bất lương tới cái cỡ đó đó, mà bây giờ lại lên tiếng nói rằng là Mỹ cũng có luật an ninh mạng. Thì quý tín giả cứ dùng cái thông minh bình thường của mình để mà mình nhận xét những cái cá tính mà đốn mạc như thế, mà nó happen là cái cá tính đốn mạc đó lại là cái cá tính cuồng Trump, bởi vì cái nhân vật đó lại là nhân vật cuồng Trump. Cho nên mình nói đến đây, tôi sở dĩ mà tôi nặng lời đó là tại vì tôi muốn cái tiếng nói của tôi là cái tiếng nói để mà tôi bảo vệ những cái người chân chính, những cái người dám nói lên cái lẽ phải, nói lên cái đạo đức, nói lên cái thông minh, nói lên cái dân trí. Còn cái lũ mà có cái đài radio trong tay, có cái đài truyền hình trong tay, rồi ngồi đó mà khệnh khạng mà nói cái chuyện tầm bậy tầm bạ đó, tôi, họ, nếu mà họ có tiếng nói của họ, tôi muốn là những cái người mà không có cái phương tiện đó, họ là có cái tiếng nói mà nhìn, khi mà mình nói đó, mình nói lên lẽ phải, mình nói lên đạo đức, mình nói lên đúng luật pháp, mình nói lên cái nền pháp trị, ngoác mồm ra mà nói là luật an ninh mạng của Việt Nam cần có là tại vì Mỹ cũng có an ninh mạng đó, thì tôi ngoài cái chữ stupid ra nó còn đốn mạc nữa. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, đó chính là những cái giá trị của cái nền dân chủ của nước Mỹ, là một cái đất nước mà hiện nay chúng ta đang ở. Thì thưa quý vị, chúng ta đều gọi là sẵn sàng nghe những gì mà phản bác lại chính chúng ta, hoặc là ngược lại, chúng ta nên gọi là mở cái tầm nhìn của chúng ta để mà chúng ta đều nghe tất cả những cái khía cạnh, và sau đó chính chúng ta là cái người mà phải suy ngẫm. Và sau đó thì cái lá phiếu của chính chúng ta sẽ thể hiện cái chính kiến về chính trị của chúng ta. Thành thử thưa quý vị, ở nước Mỹ nó có những cái hay mà chính quý vị chúng ta cũng đều nghe tất cả ở mọi phía, chứ không phải là chúng ta bị bịt mắt, bịt miệng lại. Do đó quý vị cứ sẵn sàng nghe hết tất cả ở tất cả những đài nào, rồi để mà chính quý vị cũng cảm thấy được là sự kiện nào là sự kiện đúng và sai. Như vậy thì thưa với luật sư Duyên, trước khi mà tạm biệt với luật sư trong cái ngày thứ 6 hôm nay, và đặc biệt là trong lúc mà chính phủ Mỹ liên bang vẫn còn tiếp tục đóng cửa, một phần thì một cái điều mà Lê Ngọc rất là mong muốn là nếu mà quý vị thính giả nào bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề chính phủ Mỹ liên bang vẫn còn đóng cửa, thì Lê Ngọc mong là mọi sự bình an sẽ đến với lại quý vị, và biết đâu Tổng thống Donald Trump ông sẽ ký vào một cái dự luật mới mà mới ngày hôm qua ở bên Hạ viện vừa mới đưa ra, để có thể trả tiền cho những nhân viên mà được furloughed. Thưa quý vị, điều đó cũng là một cái điều mà một cái nhìn tích cực hơn mà cho chúng ta nhìn về những cái sự ảnh hưởng tiêu cực trong cái vấn đề chính phủ liên bang vẫn còn đóng cửa trong ngày hôm nay, ngày thứ 21. Từ luật sư Duyên. Và trước khi khép lại chương trình để mà hẹn thính giả vào cái chương trình tới đó, hôm nay cũng chiều thứ 6 rồi, chắc cũng vào cuối tuần rồi, muốn cảm ơn một cái lời feedback của một thính giả đó, mà nghe chương trình của anh em chúng tôi nghe kỹ đến mức độ mà khi nói về Duyên Anh thì nói những cái câu như là sướng rên mé điều hiu, hoặc là những cái từ đó, nó chứng tỏ là chính vị thính giả khi mà nghe anh em chúng tôi nói về Duyên Anh, nói về Kim Dung chẳng hạn, thì vị thính giả đó cũng là cái người mà đọc rất nhiều và có một cái giao cảm, mà cho nên ngoài cái feedback đó, dĩ nhiên chúng tôi rất là trân trọng gọi là quý mến mà dành cho Lệ Ngọc và dành cho tôi, nhưng mà nó cái sâu hơn nữa đó, những cái lời feedback trong cái đài NVR bây giờ đó không có còn là những cái lời feedback mà ở cái tầm cỡ thường nữa, nhưng mà tôi thấy rằng là thính giả đã
đã đọc, và qua những cái lời feedback đó, những cái đóng góp càng ngày nó càng sâu sắc. Tôi mừng kinh lắm, tại vì hồi trước tới bây giờ đó, tôi nói chuyện với mấy ông, ngay cả bác sĩ, luật sư, kỹ sư gì, đôi khi mấy ông cứ nói ôi cái chuyện rùi bu mà họ không có để ý. Nhưng mà qua những cái lời feedback bây giờ, những người nghe anh em chúng tôi đó bắt đầu tìm, và bắt đầu tìm đúng sự thực để mà khi mà trình bày thì nó là fact, nó là sự thực chứ không phải là trình bày theo cái cảm tính nữa. Cho nên khi mà nhắc lại ngày xưa còn bé mà nói những cái câu như là sướng rên mé điều hiu, hay là gì đó, mèo mù vớ cá ráng chẳng hạn, những cái cụm từ đó là những cụm từ chính tác giả Duyên Anh viết ở trong ngày xưa còn bé đó. Thì cảm ơn thính giả rất là nhiều, và cũng đồng cảm. Mà nếu mà một có một cơ duyên nào mà Lệ Ngọc với chúng tôi mà được tiếp xúc với những thính giả trong một cái buổi hội thoại nào đó mà trực tiếp thì cũng vui lắm đó. Thì cái lúc đó thì đúng là anh em chúng tôi là mèo mù vớ cá ráng đó, và sẽ sướng rên mé điều hiu. Tôi xài cái chữ của Duyên Anh mà vị thính giả đã viết ở trên mạng đó. Cảm ơn nhiều lắm. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, quý vị cũng thấy là ngay cả trong một cái những cái món ăn của chúng ta thì cũng có rất là nhiều món ăn, chứ không phải là một ngày chúng ta cứ tiếp tục ăn hoài một món. Thì ngay trong những cái bản tin mà chúng tôi gửi đến với quý vị, với luật sư Duyên, Lệ Ngọc và những anh em khác trong đài NVR, thì đây là một cái sự cố gắng để mà chúng tôi mang đến những cái bản tin nó đa dạng hơn, phong phú hơn, và đôi lúc nó cũng có một cái sự nhẹ nhàng đến cho tất cả quý vị thính giả. Thì cái điều này luật sư Duyên cũng đã đóng góp trong những cái nhạc phẩm mà chính luật sư Duyên sáng tác, và ngay cả những bài thơ hay là những cái ý nghĩa, đó là một cái điều mà tất cả anh em đài NVR đều muốn phục vụ đến cho quý vị thính giả. Một ngày thứ sáu để chúng ta bắt đầu có những ngày cuối tuần thật là đẹp, thật là hạnh phúc. Vì hiện nay đó thưa quý vị, dự đoán thời tiết cho biết là tại thủ đô Washington chúng ta sẽ có một cơn bão tuyết, và cái cơn bão tuyết này cũng lên tới mấy inch. Thành thử một cuối tuần rất là bình an sẽ đến với tất cả quý vị thính giả. Xin kính chào luật sư Duyên. Xin tạm biệt và hẹn vào chương trình lần tới.